Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Thanh Hóa, sáng ngày 20 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Lang Chánh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các lĩnh vực giao thông đường bộ. Trong cao điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên các lĩnh vực giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, phấn đấu không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đi lại của nhân dân, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ. Thực hiện kế hoạch số 259 ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch về cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong cái kế hoạch cao điểm lần này thì tập trung xử lý 3 cái lỗi chính là nguyên nhân trực tiếp xảy ra các cái vụ tai nạn. Thứ nhất là cái lỗi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy và các chất kích thích khác. Cái thứ hai là nên là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe ô tô tải, nên là cơi nới kích thước thành thùng và chở quá tải trọng. Và cái thứ ba nữa là tập trung xử lý về cái lỗi là vi phạm tốc độ, thì những cái lỗi đấy là cái lỗi nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông. Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Lang Chánh sẽ tập trung lực lượng tuyên truyền, kiểm tra xử lý trên các tuyến đường thường xuyên xảy ra va chạm, tai nạn giao thông, tuyến tỉnh lộ 530 thị trấn Điền Khương, tuyến đường huyện thị trấn Đi Long Phú, tuyến đường liên xã Chí Nang đi Giao Thiện và các tuyến đường trung tâm thị trấn Lang Chánh, trong đó chú trọng vào các địa bàn thị trấn Đồng Lương, Chí Nang, Giao An, Tân Phúc, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, tụ tập, gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra kiểm soát còn phối hợp với công an các xã thị trấn, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông liên xã để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, đặc biệt là giao thông nông thôn. Đợt cao điểm sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa công điện của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông nhằm tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông.